khó tin những sự thật này từng xảy ra trong lịch sử. Một trong những sự thật khó tin là nhà vật lý thiên tài Albert Einstein từng nhận được mời lời làm Tổng thống Israel sau khi Tổng thống Chaim Weizmann qua đời năm 195. Trước lời đề nghị này, Einstein đã từ chối với lý do ông quá già, khi ấy nhà vật lý lỗi lạc 73 tuổi. Trước khi răng giả ra đời, người ta lấy răng của những người lính đã chết làm răng giả cho người còn sống. Sự thật khó tin này khiến nhiều người rùng mình, ớn lạnh. Hoàng đế La Mã Gaius, hay còn gọi Caligula, đã có hành động ngông cuồng khi phong cho con ngựa yêu quý của mình làm thượng nghị sĩ. Năm 1929, các nhà nghiên cứu tại Đại học Princeton tuyên bố thử nghiệm biến đổi một con mèo sống thành điện thoại thiết bị liên lạc của con người. Từng có thời điểm heroin được sử dụng công khai và được bác sĩ kê đơn cho người bệnh bị ho hay nhức đầu. Nhiều người từng tin rằng, do số lượng mèo giảm đi những năm 1300 khiến đại dịch cái chết đen lây lan nhanh chóng vì chuột được cho là lây lan dịch hạch. Đại dịch khiến hàng trăm triệu người thiệt mạng. Thời phong kiến, phụ nữ Trung Quốc phải bó chân để có cót sen ba tấc. Việc bó chân ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt thường ngày của họ. Cuộc chiến tranh ngắn nhất trong lịch sử thế giới là Anglo-Zanzibar, diễn ra chỉ trong 38 phút. Một sự thật khó tin là tháp nghiêng Pisa, Italy chưa bao giờ đứng thẳng. Công trình này bị nghiêng từ khi xây tầng thứ hai. Ronald Reagan không chỉ là Tổng thống Mỹ danh tiếng mà còn được người dân biết đến rộng rãi là trong vai trò một diễn viên hay nhân viên cứu hộ.